À, mình nuôi con gì mà mình không phải sợ về bệnh dịch, mình không phải lo về cái thời gian chăm sóc, chủ động được cái thời gian chăm sóc và cái nguồn thức ăn nó gần như là miễn phí. Đây, các anh em mình đã xem đây, nó đây, nó là cái con đuông dừa. Thì tất cả chúng ta có thể là đều nghe nói, đều biết, có thể là người đã từng trải nghiệm cái món này hoặc là chưa. Đó, thì hôm nay tôi giới thiệu cho đây là con đuông dừa. Đây là một cái thau đuông dừa tiêu chuẩn là mình làm thức ăn đó nè. Cái thau thức ăn này nè, mình chỉ làm vỏn vẹn trong 7.000 đồng chi phí. Nếu 7.000 đồng thì nói nó hơi quá, nhưng mà thực sự là nó có thể chưa đến 7.000 đồng nữa. Đấy, thì một thau này mình sau khi mà thời gian 30 ngày á, thì mình thu hoạch được tầm từ 100 đến 100 ngoài con đuông. Thì giá thị trường nó bây giờ là rẻ lắm, là phải là 5.000 một con rồi. Thì các anh em tính thử. Lụm lặt không phải mua. Đấy, thì cái giá trị kinh tế nó tốt. Thì hôm nay các anh em nào mà có cái hướng mình muốn mà nuôi trải nghiệm hoặc là nuôi để mà có cái con thịt mà ra thị trường thì cứ liên hệ ở trại mình. Số điện thoại thì mình để ở cái phần mô tả ha. Anh em vào đó liên hệ với mình qua Zalo. Mình sẽ hướng dẫn về cách mà để làm thức ăn như thế nào mà giảm tối đa cái chi phí. Có nhiều anh em thì cũng lấy con giống bên mình về rồi mình cũng hướng dẫn làm, nhưng mà ở một số vùng thì cái nguyên liệu nó không có đủ đó, rồi anh em mình tự cái chế biến ra thì thành ra một cái thau nuôi nó tốn phí lên mấy chục ngàn, có thể là 40-50 ngàn. Thì tính như vậy thì nó vẫn có lợi nhuận nhưng mà nó không cao. Mà ví dụ như anh em mà làm bước đầu mà chưa có hiểu rõ về nó, mình làm không đạt nữa thì gần như là mình sẽ bị nản đi đó. Thì anh em thấy bây giờ cái con này á, mình dễ nuôi dễ bán đó. Mình bán không nói là nói vui luôn nha. Nếu mà mình bán không được thì với một cái chi phí đó mình thu lại bao nhiêu con đó thì mình mời anh em bạn bè ăn một bữa thì cũng quá vui quá tuyệt vời luôn. Nhưng mà đảm bảo với anh em khi đến với trại đuông giống của mình sẽ hướng dẫn cụ thể từ cái cách thức thả con giống rồi chăm sóc như thế nào. Đấy, anh nhìn những cái thau nuôi của mình.